Kính chào chị Nguyễn Thị Phương Trang và kính chào tất cả các bạn. Hôm nay chị Trang có đặt ở bên em một cái mạch tăng áp 12V lên 28V đôi và 15V đôi. Chị có đặt cùng theo cái mạch tăng áp của chị là một cái mạch chỉnh âm sắc đơn V1. Thì hôm nay bên em sẽ test hàng cho chị nhé. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc là có thể truy cập vào Sendor Shopee, Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn có tìm kiếm cái từ khóa linh kiện 789, đó là shop của mình nhé. Và ra các bạn đặt hàng trực tiếp tại linh kiện 789.vn cũng được. Ở đây em có có sử dụng cái bình 12V lên 28V đôi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là đo đo cái dòng điện cho chị nhé. Đây, nó sẽ cho ra 60V đôi. Đây, cho ra 60V đôi. Một bên là hai bên, hai chân ngoài cùng là 60V, một chân ở giữa và những hai chân còn lại nó là 30V. Cả hai chân bên rồi. Thì bây giờ em đã đo cái nguồn phụ cho chị nhá. Thì nguồn phụ hai bên này nó sẽ cho ra 29V, gần 30V. Thì mỗi một bên nó là 15V, 14,9V. Và bên này cũng thế, cũng gần 15V. Ok. Thì đối với cái mạch tăng áp này, thì trong cái trường hợp nếu như chị sử dụng một cái mạch âm sắc hoặc là một cái mạch mic, thì sử dụng nguyên bản của nó chị đem về thế này dùng thôi. Còn nếu như trường hợp mà chị sử dụng song song cả hai cái thì cần phải hàn thêm hai con trở ở phía sau lưng này nhá. Cái này em hướng dẫn nếu như trường hợp mà trong cái trường hợp mà chị sử dụng hai cái nguồn song song thì chị về mượn thợ ấy, một thợ hàn họ bóc hai cái con điện trở 220 đây, điện trở 222 này đấy, thay vào bằng cái con trở bên em tặng kèm đi theo nhá. Bóc hai con này mà thay hai con trở. Còn nếu trường hợp mà chỉ sử dụng một cái mạch xăng ở âm sắc hoặc mạch mic thì không cần phải hàn trở nhá. Ok. Cái mạch tăng áp của chị là hoạt động bình thường nhá. Bên em sẽ ký hiệu lên sản phẩm này. Đây, cái mạch tăng áp của chị nhá. Ok. Và bây giờ em sẽ tiến hành test cái mạch âm sắc đơn V1 này cho chị nhé. Thì đối với cái mạch chỉnh âm sắc này nó sử dụng cái nguồn 12V đơn chứ không không ăn theo cái nguồn 12V 15V đôi kia đâu. Nếu như trong trường hợp mà chị rất dễ là bị đấu nhầm nhá. Mua về là cần phải thiết kế một cái nguồn riêng cho cái mạch chỉnh âm sắc này. Và em sẽ test cái âm bát cho chị trước nhé. Mà em test âm check.
Ok, sản phẩm của chị là hoàn toàn bình thường nhé. Đây là cái hiệu sản phẩm của chị nhé. Ok, và rất cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.